À, xin chào các bác. Vậy là mấy hôm nay em đã tách gần như là hết sạch các cái loại xanh Huế rồi. Xanh Huế, Phan Chí, Vị Hoàng, mấy hôm nay tách hết sạch rồi các bác. Đấy, chậu Huế hôm qua cũng tách ra để trồng rồi đây. Đấy, thân thủ bây giờ em cứ chăm nuôi cho nó lớn. Vì giá cả nó cũng khá là rẻ, cho nên là mình không phải là mất nhiều tiền để đi mua hàng nữa. Những cái giống mình có sẵn thì mình cứ nuôi trồng ra. Nếu mà với cái lượng giống như này thì chỉ cần sau khoảng 2 năm các bác, mà mình không bán cái gì, mình sẽ có nguyên một vườn kiếm luôn. Em thì vẫn cứ mua mua bán, tại vì là vẫn chia sẻ với các bác. Bán đi xong mình lại mua lại, xong mình lại trồng nối đẻ ra. Ví dụ như bán một thân này thì mình lại nuôi 3 tháng sau mình lại có hai thân này mọc lên. Thì nó sẽ rất là nhanh. Thì mình vẫn có tiền. Các loại mặt hàng khác. Đấy, em tách được các loại thân như là chí sần này. Thân tơ này em bán với giá là 700. Còn đây là một thân già chí sần là 600. Đây mấy hôm cái chậu vị hoàng của em tách ra là nó đẻ con hết rồi đây. Đấy, đã đẻ được một đứa con này. Đấy còn đây nữa này các bác này. Đấy. Đấy những thân già nhá. Tách mùa này nó đẻ nhanh cực kỳ luôn các bác. Đây chậu Huế này mới tách này. Các bác nhìn này. Mới tách đã đẻ luôn này. Đấy em cứ tách mùa này riêng, mùa này thì cứ tách một một được hết. Đến mùa thu đông thì em thường là em sẽ không tách kiếm, mùa thu đông thì em cứ để im đấy. Đấy như chậu Huế này vừa tách xong dễ đã bắn ra tua tủa luôn. Đấy, không phải lo nghĩ gì. Đấy em chia sẻ một thân Huế này. Một thân như này là 4 triệu này các bác này. Đấy. Lá 4 phân. Đấy còn cái thân này là thân già. Cái này đều có một đứa con nhé. Đấy một mẹ một con là 4 triệu. Còn thân già này là 3 triệu. Thân này là đợt trước bị thối nhũn nên em tạm thời chưa bán. Cứ để đấy đó. Đấy thân già này 3 triệu. Thân 4 triệu em để thế này cao cao chứ. Ấy chà. Đấy. Còn vị hoàng thì 300. Đấy mẹ con này 300. Có hai thân là 300. Đấy còn cây điện biên này thì 400, nó cũng đẻ con rồi. Đấy mùa này tách kiếm sướng lắm các bác. Các bác có cảm nhận được nó lớn như là thổi luôn. Ở miền Bắc thì nó có một cái, đây là cây hồng ngọc Bắc Cạn, vừa đẻ con vừa đẻ hoa. Mấy nữa có hoa em sẽ quay cho các bác xem. Ở miền Bắc tầm này thời điểm khí hậu này là hợp lý nhất này. Nó vào hơn 20 độ. Nó có nắng, nhưng mà quan trọng hơn là nó có nhiều gió. Đấy, hôm nay hơn 30 độ. Bình thường 25-30 độ là đẹp. Đây vị hoàng đây. Chỗ này em mới bán một thân lại nuôi tiếp. Mắt Phú Thọ thì vẫn là 20.000 một mắt. Mắt đôi là 40.000 một mắt. Đấy. Một số mắt đã bắt đầu mọc lên cây rồi. À có cây HO này mấy nữa lễ thế, nghỉ hết lễ em mới gửi đi được. Đây những cái chậu này là em sẽ tách dần ra mà trồng này. Đấy, vị hoàng này. Là cả mấy chốc mà một vườn của em lại nguyên một vườn ngay. Rất là nhanh. Còn đây là Huế. Đấy, thân tơ này 3 triệu. Đấy, bác nào sưu tầm báo em để em tách ra lốt cái thân Huế tơ này. Hôm nay em chỉ bán Huế này. Vị này. Chí láng thì em không để nhà. Chí láng em để gửi ngoài kia. Là nhà em có đủ bộ hết. Chí Huế vị. Đây có thân chí sần này. Thân này hơi xấu thôi bán 1 triệu thôi. Thân mẹ con chí sần này xấu xấu bán 1 triệu thôi. Đấy, hôm qua vừa tách một chậu Huế xong. Mai em sẽ tách cái chậu vị hoàng này với giá trung bình là 700-800 một thân. Đây là chậu to nhất nhà em này. Cũng nuôi được 1 năm rồi. Nếu tổng ra nó được 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi tách chậu là vừa rồi. Đấy. Cây này thì một bác ở Bình Dương lấy rồi, chắc là mai em sẽ đóng gửi đi. Đấy, hôm nay em bán cái chậu một thân Huế nữa, già già này 3 triệu này. Thân này là đẻ ra hai đứa này, đẻ ra con này với con kia là 3 triệu. Còn thân Huế tơ này nó bị thối cái lõn lá ở giữa rồi. Nếu mà bác các vào lấy cũng 3 triệu thôi. Đấy tách, mùa này tách trồng thôi. Còn hàng kiếm gieo hạt thì em vẫn bán 50.000 một chậu thôi. Kiếm Phan Chí gieo hạt là 50.000, xanh Huế cũng 50.000. Địa Lan thì em chỉ còn mỗi Trần Mộng thôi.
Trần Mộng với Mạc Xuân thì hết rồi. Còn kỳ phi điệp này thì 5.000 một kỳ. Phi điệp em nuôi trồng ở đây nhiều để phun thử các loại thuốc cũng rất là hay. Một số chậu nhà cũng đang có lụ rồi. Còn về chậu thì em bán chậu sen 20 nè. Sen 20 11, sen 25 là 13 và sen 30 là 22. Bí 22 là 10.000, bí 26 là 12 và bí 31 này là 16. Các loại chậu nhiều lỗ như là 17 này là 2.800. 19 này là 3.500. Mà 31 là 21 là 3.500, 4.500. Các loại ít lỗ lại như thế, 16 này là 2.800. 18 là 3.500 và 21 là 4.500. Còn lan phụ là phi 30 là 11 này, phi 25 là 8. Phi 35 là 17. Chậu giả đất thì là 10 là 6.000. Đấy, còn vỏ thông thì em vẫn bán vậy, vẫn là số 1 là 12. Số 2 là 16 và số 3 là 18. Còn cái giá thể trộn này, trộn giữa đá bọt này, vỏ thông số 2 với cả giớn cọng này là chỉ việc trồng luôn. Này em bán là 20. Đấy. Kẹp ki này thì là 40.000 một túi, 100 cái. Còn cái này là một túi của nó 50 cái là 50.000, đây là cái nhồi phân. Đấy, còn chậu đá này là 13.000. Chậu đá đen là phi 38 là 13, còn 48 là 20. Rêu là 40. Rêu của em khô xanh, về trồng phát là lên luôn. Đấy, còn lại bên trong này là phân và thuốc. Mùa này thì các bác có thể bón phân cũng thoải mái rồi. Khoảng 2 tháng nữa thì các bác sẽ dừng bón phân, vì 2 tháng nữa thời tiết của nó rất là cực đoan. 2 tháng nữa mình chỉ làm sao mà mình bón kali thôi, để cho cây nó cứng thôi các bác. 2 tháng nữa thì mình chơi cái loại này, thì cây nó cứng cáp, khỏe mạnh thì mưa lũ hay là thời tiết cực đoan thì cây nó cứng, thì nó nấm bệnh nó khó xâm hại hơn. Lân kali trong vòng mùa hè. Nấm chi chô này là 40.000. Phân di lan nọ bé này là 25, còn nọ to này là 155.000. Đấy, nó có một loại 3188 cho cây con và 22-10-10 cho cây trưởng thành. Đấy, còn đây là Gromo nhập khẩu, đây là 6.000 một túi. Gromo nhập khẩu Mỹ. B1 Mỹ này là 35.000. Mùa này thì các bác rất nên là phun cái phen đô la này, 9.000 một lọ này, để giúp cho cây trồng nó giảm cái bọ trĩ. Bởi vì khi mà bông hoa này vừa lở, ví dụ bông hoa nhà em đang lở nhá, thì chắc chắn là mai kia là bọ trĩ nó sẽ bâu đến nó ăn. Nó ăn hết hoa, đến khi hoa tàn thì nó chuyển sang ăn đến lá. Cho nên là mùa này phun loại này là hợp lý nhất này, Fendola. Cái này có thể tẩm màn để ngủ được, cho nên nó rất là lành. Cái này được tổ chức y tế thế giới là lên khuyên dùng. Cái này sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Atolic thì các bác ngâm cây hay là tách cây thì là ngâm vào thì nó sẽ giúp cho cây nó có nhiều dinh dưỡng hơn ở trong thân, thì nó chống chịu được với cái lúc nó để nó kích dễ ra. Còn đạm cá 50.000 này thì để những cái chất màng của hữu cơ của cái đạm cá này nó sẽ bám vào trong cái giá thể ấy, thì nó sẽ ăn dần. Hữu cơ thì nó lành lắm. Đấy, hữu cơ thì nó lành giống như là mình ăn hoa quả với cả củ ấy. Hú mít này cũng là hữu cơ này. Đấy, dành cho những cây mà nó ăn qua rễ, nó chưa mọc nhiều thì mình cho ăn qua lá. Đây cũng hữu cơ, đây là cái 1248 của Mỹ, cái này thì tốt hơn nhất này. Cái này 95.000. Về cần tưới thì em có cái cần tưới 1.000 lỗ này, 350 này. Cần này dài 1 mét. Và có một cái cần tưới này là 400.000, cần này ngắn hơn. Nhưng mà nó xịn xò hơn. Cái này 400. Ben 1 là 60.000, phân vàng Mỹ là 150. Hồng Nguyễn thì 25.000 một lọ, lấy từ cả hộp là 22. Cả hộp là 220. Phân cá hồi róc là 70. B1 Thái này là 25. Phân trắng Nhật này là 220. Phân xanh Mỹ là 160. Đúng không cả các bác?